nhìn đầu của chị nhìn hơi tối nhé, cũng... ừ. nó bị bóng chị ạ bóng ngoài này là ừ. chị được chị nga ơi không không chỗ đây cũng tối Quay bên kia Các em đã lên cùng với chị ở trong buổi sáng hôm nay chưa nhở? À, chị đã thấy gần 300 bạn đang có mặt ở đây rồi Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Chị rất là hy vọng là với buổi ngày hôm nay chị sẽ mang lại cho các bạn thật là nhiều những cái kiến thức thú vị và bổ ích nhá Vừa rồi chị đang gặp một cái chuyện rất là buồn cười nhưng mà chị đã phải cố gắng ghim lại Các bạn ơi, các em lên chưa? Ok, xin chào các bạn Ở đây có những bạn hai bạn nào 2K2, bạn nào 2K3 nhở? Chị nghĩ là còn có cả 2K4 nữa đấy, chứ không phải là chỉ 2K2 và 2K3 đâu đúng không? Ok, xin chào Như Ý, xin chào em, xin chào Huyền uhm. Các bạn ơi, ngày hôm nay ở trong phần phát trực tiếp này Chị sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập một cái sơ đồ tư duy cơ bản và chị nghĩ là với cái cách mà chị hướng dẫn ngày hôm nay thì các em cũng hoàn toàn có thể tự thiết lập những cái sơ đồ tư duy cho mình để cái việc học văn của chúng ta hiệu quả hơn này, sinh động hơn này và giúp cho các bạn có được một cái cảm hứng để các bạn học môn văn tốt hơn. Ok không nào? Hello các em, xin chào các bạn ừ, Các bạn ơi, buổi tối ngày hôm nay chúng mình sẽ có một buổi học thử đấy Nên là nếu như bạn nào mà chưa đăng ký buổi học thử thì có thể là tìm lại link hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha Hello các em. Bạn nào 2k3 mà muốn học thử ấy thì buổi tối ngày hôm nay chị có một buổi học thử đấy nhá. Ok để chị sẽ nhờ anh chị admin ghim cái link học thử lên comment cho các em. Các bạn đợi chị một xíu nhá. Xin chào các bạn, xin chào các em Được 350 bạn rồi, nói chung là vẫn còn hot ghê nhở <laughs> à, Chị nghĩ là ghi bài trên lớp thì các em cứ nên ghi bình thường thôi Nhưng mà khi mà các bạn tự học ấy Thì các em có thể thiết lập sơ đồ tư duy Bởi vì chị nghĩ là đấy là một trong những cái cách rất là hiệu quả để chúng ta học bài Ok không nào À, các em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để lấy link hoặc là đây à, Chị admin chị sẽ ghim link lên đây cho các bạn nhá Anh chị anh chị em mình sẽ ghim link lên đây cho các bạn nha Ok Rồi các bạn đã về để chúng mình sẽ cùng nhau đi thiết lập luôn nhá Chính xác học thử free nha Lan Anh Các bạn muốn chị thiết lập giúp các em bài gì ạ Cho chị một cái tên tác phẩm mà các bạn mong muốn đi Các bạn À <laughs> Các bạn ơi Các bạn muốn chị à, thiết lập bài nào, tác phẩm nào? Các bạn muốn chị thiết lập thử à, tác phẩm nào? Rồi, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng nhá, được không? Rồi, trước tiên chị sẽ nói về cái dụng cụ mà các bạn cần phải chuẩn bị khi mà chúng ta bắt đầu thiết lập một cái sơ đồ tư duy. Thật ra chị thì cũng không có nhiều thứ lắm. Nhưng mà đây ạ, à, trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy A4 như thế này. Được không nào? Chị sẽ tắt à, đây, trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một tờ giấy A4. Được không ạ? Chỉ cần duy nhất một tờ thôi các bạn ạ. À. Ok chưa nào? Nhá. À tiếp theo là một cái bút thì các em có thể viết bút đen, bút xanh, bút tím tùy vào cái sở thích của các bạn. Cái này thì chị không bắt buộc. Ok chưa nào? Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái bút nhớ, ghi nhớ. Được không ạ? liner này, ok chưa này Để chúng ta, những cái phần nào quan trọng thì chúng ta có thể gạch ra Và nếu như mà kiểu giàu có hơn và xịn sò hơn Chị đây cũng thuộc gọi là rich rồi đấy, không phải đơn giản Thì đây, các bạn có thể chuẩn bị thêm một cái bộ màu này Ok không ạ? Hoặc là các bạn có thể thích mua bộ màu nào cũng được Miễn là chúng ta tìm ra cái cách để làm cho cái phần của chúng ta sinh động hơn và dễ nhớ hơn ở trong cái phần hướng dẫn thiết lập về sơ đồ tư duy này, chị mong rằng là các bạn có thể tìm được những cái cách ghi nhớ à, dễ dàng và gần gũi với các em, từ đó cái trí tưởng tượng của các bạn cũng sẽ được bung tỏa một cách phong phú hơn. Ok chưa ạ? Đấy, chị là bây giờ cũng thuộc hàng rickit rồi đấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Ok chưa ạ? Đây. Được không? Ok chưa các em? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi thiết lập nhá. Ok chưa ạ? Như chị đã nói cùng với các bạn là cái tác phẩm mà ngày hôm nay chị muốn đi phân tích cùng với các bạn đó chính là gì ạ à đó chính là tây tiến của nhà thơ quang dũng và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần thiết lập sơ đồ tư duy cho bài thơ tây tiến của nhà thơ quang dũng các em nhá bởi vì là à, đây là một cái bài thơ thuộc về đề tài à, người lính thuộc về đề tài thiên nhiên miền tây nên chị sẽ lựa chọn để ghi tiêu đề đó chính là một chiếc bút màu xanh lá cây chính là màu xanh áo lính ok chưa ạ nhá rồi đây chúng ta sẽ cùng ghi này tây tiến được không ạ có nhiều bạn thì nói rằng là em thích ghi ra giữa có được không chị được ghi ra đâu cũng được không nhất thiết là phải ghi một bên như thế này giống chị nhưng mà chị thì chị thích chị hay ghi sang một bên ok chưa ạ tây tiến được không các em có thể gọi là tô cho đậm đà lên được không ạ bởi vì nhìn một cái sơ đồ tư duy mà nó đẹp mắt thì bao giờ cũng sẽ giúp các bạn thích học hơn được không ạ à? tại sao mà cái việc làm sơ đồ tư duy sẽ giúp cho chúng mình ghi nhớ dễ dàng hơn và nhớ lâu hơn bắt buộc là khi mà chúng mình bắt tay vào làm sơ đồ tư duy là buộc là chúng ta phải tìm lại mọi nguồn tài liệu về cái tác phẩm đó và chính vì cái việc mà bắt buộc phải tìm lại mọi nguồn tài liệu nên đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng sẽ ghi nhớ nó nó lâu hơn là chuyện rất bình thường ok chưa ạ nhá rồi, đây ạ, à, Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thiết lập nhá. Rồi ạ. À. Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa? Các bạn có thể vẽ thêm cái gì đấy ở đây tùy theo các bạn được không ạ nhưng mà chị thì chị đơn giản như này nhanh không là uh, không có thời gian để chia sẻ về những phần sau mất ok chưa ạ thì tiếp theo này như chị đã nói này ok chưa tây tiến của nhà thơ quang dũng nhá ở trong cái phần kiến thức mà chúng ta học về bất cứ một cái tác phẩm nào á thì bao giờ là chúng ta cũng sẽ có hai cái mảng chính để chúng ta đưa ra đúng không mảng đầu tiên đó là kiến thức về tác giả được không ạ đây là mảng kiến thức về tác giả và thứ hai là mảng kiến thức về tác phẩm. Được không ạ? À? Thì chị muốn nói với các bạn một cái như thế này. Đó là nhá, tác giả bao giờ cũng chỉ chiếm từ 1 phần 4 cho tới 1 phần 3 của trang giấy thôi. Tức là chiếm rất là ít. Được không ạ? À? Còn lại sẽ là phần cho tác phẩm Vậy thì khi mà làm sơ đồ tư duy ý Để tránh cái trường hợp là chúng ta phải viết chi chít, chi chít vào nhau Thì các bạn hãy chia luôn Ví dụ tác giả chiếm 1 phần 4 Còn tác phẩm chiếm 3 phần 4 cái khổ giấy còn lại Ok không ạ? À? Đấy là một trong những cái rất là quan trọng Mà chị muốn là các bạn định hình ngay từ đầu Thì các bạn sẽ rất là gì ạ? À? Các bạn sẽ rất là dễ làm Và một lát nữa các bạn sẽ thấy là cái phần trình bày của mình nó khoa học Nó không bị díu vào nhau Ok chưa ạ? À? Đấy, sợ nhất là viết sơ đồ tư duy xong rồi thấy chồng chéo lên nhau rồi sợ quá thôi không làm nữa, kiểu thế. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với tác giả nhé. Chị luôn luôn nói với các bạn là điều mà chị thích nhất khi mà tìm hiểu về bất cứ một tác phẩm và thiết lập về sơ đồ tư duy á, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh để ghi nhớ về tác giả. Thì ở đây, trước tiên chúng ta cùng lật lại những cái kiến thức về nhà thơ quang dũng chúng ta sẽ có những cái thông tin sau về nhà thơ quang dũng ạ cái thông tin chung nhất về nhà thơ này đó chính là đây là một gì ạ nhà thơ đúng không nhưng là nhà thơ gì à nhà thơ chiến sĩ đúng không ạ các bạn đều nhớ cái này mà đúng không ạ là một nhà thơ chiến sĩ được không là một nhà thơ chiến sĩ phải không các bạn có nhớ không ạ là một nhà thơ chiến sĩ đây là thông tin đầu tiên mà các bạn nhớ giúp cho chị ok ông nào thế thì chắc chắn là đến đây là không thể nào quên được cái thông tin là nhà thơ chiến sĩ rồi phải không ạ à? kiểu gì là cũng sẽ nhớ rồi chắc chắn là sẽ nhớ thông tin trên nhà thơ chiến sĩ rồi hoặc là nếu như mà các bạn sáng tạo hơn các bạn bảo là em không thích cái hình người này chị ạ à. được không em sẽ thay cái hình người này bằng một cái cây bút đấy được không ạ để là gì ạ khẳng định đây là một trong số những gì ạ nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu của thơ ca thời kỳ hành trình chống pháp ok chưa ạ thì đấy là một trong những cái cách ghi nhớ tức là gì ạ các bạn có thể dùng hình ảnh để cái hình ảnh đó in đậm ở trong tâm trí của chúng ta hơn thì đó cũng sẽ là một cái cách mà giúp cho các bạn ghi nhớ lâu thực sự đấy các em cứ thử đi các bạn cứ thử các bạn cứ thử làm cái cách của chị đi Ok chưa nào? Các bạn cứ thử làm đi, cứ thử làm cách của chị, chị cam kết với các bạn là các bạn sẽ nhớ rất là lâu. Và đôi khi là chúng ta không nhớ được ra từ nhưng chúng ta nhớ được ra hình ảnh là chúng ta sẽ nhớ được ra từ. Ok chưa ạ? Tiếp tục nhá. Về con người của tác giả này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À đây là một người nghệ sĩ đa tài. Đúng không ạ? Làm thơ này. Vẽ tranh này viết văn này soạn nhạc này thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả đúng không ạ làm thơ vẽ tranh viết văn soạn nhạc ok chưa tiếp tục nhá chúng ta có này à về sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này thì về đề tài quang dũng thường lựa chọn là gì nhỉ à quang dũng thường lựa chọn đó chính là về người lính và quê hương của ông được không ạ người lính và quê hương đây ạ chị xin lỗi chị ghi tác giả quang dũng ở đây nhé thì ở đây các bạn tiếp tục có thể mã hóa bằng hình ảnh với hình ảnh của gì ạ à quê hương của tác giả quang dũng đó chính là quê hương xứ đoài mây trắng đúng không ạ vẽ đám mây thôi là liên tưởng ra rồi người lính được không ạ Vẽ thêm cái cây súng ở đây Chị thì không biết vẽ đâu nên minh họa tạm Kiểu vậy Được không? Kiểu vậy <laughs> Kiểu gì các bạn chê cười chị cho xem thôi không sao Miễn là các bạn ghi nhớ được là được được không ạ? Người lính và quê hương Quê hương xứ đoài mây trắng Ok chưa ạ? Nhớ cái phần này giúp chị nhá Tiếp tục này Nói về hồn thơ Phong cách nghệ thuật đấy hồn thơ Đúng không ạ? Bốn đặc điểm Đó là gì? À, là gì nhỉ các bạn nhỉ? Bốn đặc điểm nói về hồn thơ của nhà thơ Quang Dũng là gì các bạn có nhớ không? Là gì nhỉ? <laughs> có rất là nhiều bạn kiểu ghi ở đây là chị đang mã hóa hình ảnh các kiểu. Ok, một trong những cái rất là dễ dàng để chúng ta ghi nhớ đó chính là chúng ta phải chúng ta phải ghi nhớ được bằng hình ảnh bởi vì cái hình ảnh này thì sẽ giúp cho các bạn ghi nhớ mọi thứ rất là lâu. Ok không ạ? Rồi, hôn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa được không hôn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa ok chưa và đây là một trong số nhà thơ tiêu biểu của gì à tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống pháp ok chưa ạ thế thì nhá sau khi mà gọi là gạch ra được tất cả mọi ý ở đây rồi và nhớ được những cái ý chính cơ bản nhất rồi bắt đầu dùng cái này phát họa lại bắt đầu định hình lại bằng đầu này à bắt đầu nhá diễn tự diễn tự diễn giải lại giúp chị này như sau này được không ạ quang dũng được biết tới trong nền văn học việt nam hiện đại là một người nghệ sĩ đa tài làm thơ vẽ tranh soạn nhạc Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Quang Dũng thường lựa chọn hai đề tài chính, đó là đề tài viết về người lính và đề tài viết về quê hương xứ Đoài mây trắng của ông. Hồn thơ của nhà thơ Quang Dũng mang trong mình những đặc điểm đó là hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ông là một trong số những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu trong thời kỳ thơ ca kháng chiến chống Pháp và nói như nhà thơ Vũ Quần Phương thì với bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng đã gì ạ? À một mình đứng riêng một ốc đảo tức là có một cái sự riêng biệt và độc đáo, riêng một cái sự riêng biệt và độc đáo trong cái cách viết thơ trong những cái tác phẩm thơ của người nghệ sĩ này. Ok chưa? Hiểu chị không ạ? Tức là sau khi mình tự trình bày ra kiến thức thì mình sẽ ngồi và mình định hình lại mình mình tự diễn đạt lại là như vậy. Ok chưa nào? Hiểu chị không? Hiểu chị không? Có nghĩa là sau khi mà mình làm xong một cái bước trước tiên là mình ôn lại kiến thức, tiếp theo là trình bày kiến thức và phần tiếp theo là gì ạ? À tiếp tục một lần nữa gọi là truy bài Học lại kiến thức Tự diễn đạt lại kiến thức bằng cái lời văn của mình Đấy, hiểu chị không ạ? Thế thì nếu như mà các bạn làm được như vậy Nếu như mà các bạn làm được như vậy Thì chắc chắn là các bạn sẽ ghi nhớ Cực kỳ lâu về từng tác phẩm luôn Ok không ạ? Được chưa? Đấy là về phần tác giả nhá Tiếp theo là về phần tác phẩm Ở trong phần tác phẩm này thì chúng ta lại chia ra Làm hai cái mảng chính Trước tiên đó là về hoàn cảnh sáng tác đúng không ạ và tiếp theo đó là về nội dung được không nào hiểu chị ông ạ trước tiên là về hoàn cảnh sáng tác và tiếp theo là nội dung thì ở trong cái hoàn cảnh sáng tác này ấy chúng ta sẽ ghi nhớ như sau này hãy nhớ theo đúng cái tiến trình thời gian bởi vì nếu ghi nhớ được như vậy thì các bạn sẽ sắp xếp nó một cách cực kỳ hợp lý mà chúng ta không bị gọi là à chúng ta không bị kiểu như là xô đẩy đến cái thời điểm mà chúng ta lại tự nhiên quên mất đấy kiểu vậy hãy ghi nhớ cái cách nhớ của chị như sau nhưng mà trước tiên nhá các bạn phải biết về phân kỳ lịch sử đã các em đã biết về phân kỳ lịch sử trong văn học chưa các bạn các bạn ở đây các em đã biết về phân kỳ lịch sử trong văn học chưa? Chị đang hỏi các bạn một cái câu rất là đơn giản, rất là cơ bản luôn đấy. Các em đã biết về phân kỳ lịch sử trong văn học chưa? Các em đã biết về phân kỳ lịch sử trong trong uh, trong văn bản chưa? À, trong văn học chưa? Chắc là chưa rồi, chị đoán là vậy. À Buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có buổi học thử duy nhất của chúng ta đấy Thế nên nếu như bạn nào 2K3 nào mà muốn đăng ký học thử free Thì tối nay chúng ta sẽ gặp nhau nhá Và nhớ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Chưa biết à? Trời ơi, thôi được rồi để một hôm nào đó gần nhất chị sẽ hướng dẫn cho các bạn Ok không ạ? À? Để một hôm nào đó gần nhất chị sẽ hướng dẫn cho các bạn Nhưng mà các bạn sẽ nhớ thôi chị Đây ạ, à, chúng ta sẽ có một cái tiến trình như sau 1947 1948 Và đây chính là thời điểm ra đời của bài thơ Tây Tiến. Như sau nhá, bắt đầu này. Năm 1947, Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến và trong thời gian gì ạ, à, hoạt động trong đơn vị này đã có thời điểm giữ chức vụ đại đội trưởng. Được không ạ? À? Nhưng sau đó một khoảng thời gian không lâu, Quang Dũng bị điều chuyển sang đơn vị khác và vào năm 1948 khi tham gia đại hội thi đua ở Phù Lưu Tranh. Những cảm xúc về những người đồng đội của mình, về binh đoàn của, về binh đoàn cũ của mình đã quay trở lại và Quang Dũng đã viết nên bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến nhưng sau đó khi được in lại thì đã đổi tên trở thành Tây Tiến và nói như giải thích của tác giả thì gì ạ? À? Chỉ cần nhắc tới từ Tây Tiến thôi là nỗi nhớ niềm thương đã quay trở về rồi. Thế nên từ nhớ ở đây là thừa thãi. Ok chưa ạ? hiểu chị ông nào tức là nếu như mà chúng ta nhớ được theo một cái tiến trình như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ đơn giản luôn ấy thật sự đấy nếu mà các bạn nhớ theo được một cái tiến trình như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ cực kỳ là đơn giản luôn được không ạ à? thì chị tin là với cái phần hướng dẫn sơ qua của chị vừa rồi là các bạn đã cảm thấy là 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 ok đúng không các em thấy là có dễ nhớ không các bạn thấy là về hoàn cảnh sáng tác có dễ nhớ không ừ xin chào các bạn xin chào các em bây giờ thì có khá là nhiều bạn bây giờ mới đang lên xem được các bạn ơi, các bạn có hiểu không ạ? hiểu cách chị nói không ạ? hiểu không nhở? <laughs> được không, được không? ok không? ngày hôm nay sau khi mà à, chị hướng dẫn xong làm một cái sơ đồ tư duy như vậy thì các bạn cũng thử bắt tay vào làm xem với những cái tác phẩm mà các bạn à, với những cái tác phẩm mà các bạn vừa 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 được học ấy thì các bạn có thể thử làm xem sao nhá và khoe thành tích với cả học văn chị Hiên xem như nào nhá, được không ạ? rồi tiếp tục nhá các bạn ơi đây là phần về hoàn cảnh sáng tác này thì bây giờ đến cái phần quan trọng nhất là phần nội dung tác phẩm được không ạ có nhiều bạn thì nói với chị là chị ơi em chia cái tờ giấy này thành 3 phần phần một này em dành cho tác giả và hoàn cảnh sáng tác và hai phần còn lại là để em dành cho uh, cái phân tích nội dung của tác phẩm có được không chị bảo là ok được mà uh, đấy cũng là một cái cách rất là tốt để chúng mình kiểu phân bổ lại uh, cái về cái cái dung lượng mà chúng ta sẽ sử dụng Ok chưa ạ? Thì nói chung là các bạn cứ tùy vào các bạn. Nhưng mà chị nghĩ là đối với cái việc là sau khi các bạn học xong kiến thức ở trên lớp về mà các bạn ngồi lại và các bạn tự hình thành được cái sơ đồ tư duy theo cái ý hiểu của mình và tự diễn đạt lại bằng cách nói, cách trình bày của mình thì sẽ giúp cho các em yên tâm là sẽ giúp cho các bạn học văn cực kỳ là tốt luôn, tức là cái phần ghi nhớ kiến thức nền của chúng ta sẽ rất là chắc. Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này, phần tác phẩm về phần nội dung thì ở đây cái quan trọng nhất là chúng ta phải chia được bố cục phải không ạ phải chia được bố cục thì ở đây cái phần chia bố cục này chúng ta có thể chia thành mấy phần nhỉ à ba phần đúng không đây ạ một rồi bắt đầu nhá hình ảnh người lính tây tiến gắn liền với thiên nhiên miền tây đây là cái cây đấy nhá các em nhé thiên nhiên miền tây và những chặng đường hành quân gian khổ Đây là 14 câu thơ đầu Được không ạ? Hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây Và những chặng đường hành quân gian khổ 14 câu thơ đầu Ok chưa ạ? Tiếp tục nhé Nội dung số 2 Đó là Hình ảnh người lính Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo được không ạ? Đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo và cuối cùng là hình ảnh người lính Tây Tiến mang trong mình những vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok không ạ? Và cuối cùng là phần số 4 là bốn câu cuối đấy, đó chính là khúc Vĩ Thanh nói về à những người lính Tây Tiến. Ok chưa ạ? Hiểu chị ông nào thì chúng ta sẽ chia như vậy giúp cho chị. Ok chưa? Được không? Chúng ta phải chia được bố cục theo đúng cái tiến trình thì cái việc học của chúng ta mới dễ dàng hơn được. Đó là cái mà chị muốn các bạn sẽ lưu ý giúp chị, được không ạ? À? Thế thì ở phần này nhá, cả một cái trang bên này là chị đã dùng hết để chị chia bố cục này. Rồi thì chị nói về gì ạ? Chị nói về tác giả này, nói về thông tin về tác phẩm này, chị dành phần còn lại ở đây để bắt đầu phân tích Ok không ạ? Bắt đầu phân tích. Bây giờ ví dụ như cái phần 1, 14 câu thơ đầu. 14 câu thơ đầu. Được không ạ? Đấy, 14 câu thơ đầu, bắt đầu phân tích ra. Được không ạ? Thì ở trong 14 câu thơ đầu này các bạn lại tiếp tục phải chia bố cục nhỏ. Được không ạ? Đây là một điều rất quan trọng. Trong 14 câu thơ đầu này các bạn lại phải tiếp tục chia bố cục nhỏ cho chị. Thì ví dụ ở đây nó sẽ là 2 này 2 này 4 này 2 này 2 này Và 2 Đấy, hiểu chị ông ạ à? Được không? Chính xác Chị muốn nói này Cái sơ đồ tư duy ấy Nó là sản phẩm cá nhân hóa của các bạn mà Hiểu chị ông ạ à? Sơ đồ tư duy nó là sản phẩm cá nhân hóa của các bạn Thế nên là các bạn không cần phải ai hiểu cả chỉ cần các bạn nhìn vào và các bạn hiểu là được ok chưa hiểu chị không đấy thì ví dụ với hai câu thơ này này có những cái gì ạ câu đầu tiên này sông mã à đây là hình ảnh quen thuộc gắn với những cái chặng đường hành quân của những người lính tây tiến đúng không ạ phải không ạ và đây là biểu tượng của thiên nhiên tây bắc đúng chưa nào đúng không nhắc tới hình ảnh sông mã là gợi nhắc về một gì ạ à? à một miền nỗi nhớ về một thời chiến binh hào hùng hiểu với chị không đó thế xong bắt đầu tiếp tục này à bài thơ được mở đầu bằng tiếng gọi tây tiến ơi đúng không một cái tiếng gọi thiết tha chiều mến thiết tha chiều mến được không ạ à tiếp theo là từ xa rồi được đặt giữa một bên là sông mã một bên là tây tiến được không ạ có nghĩa là gì ạ đã xa rồi sông mã xa rồi thiên nhiên biển tây đã xa rồi binh đoàn tây tiến đúng không ạ bây giờ ở lại đây chỉ còn lại là những kỷ niệm đúng không và một cái nỗi nhớ rất lạ đã được đề cập đến ở đây đó chính là nhớ chơi vơi đúng không ạ sau đó chúng ta tiếp tục ghi ra nó thể hiện cái gì ở đây được không ạ thật ra khi phân tích thơ ấy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái trọng tâm chúng ta chú ý nó sẽ liên quan tới hai cái phần một là điệu hồn và hai là cấu trúc bởi vì điệu hồn và cấu trúc chính là hai cái yếu tố chi phối cả cái bài thơ mà tác giả đó viết OK chưa ạ? Trong điệu hồn thì sẽ có những cái uh, liên quan tới cảm xúc của tác giả, nội dung của tác phẩm đó, đúng không? Còn trong cái phần cấu trúc ấy thì nó sẽ bao gồm về cách sử dụng từ ngữ, các cái biện pháp tu từ đặt để dấu chấm dấu phẩy, được không ạ? Thì chị muốn là các bạn sẽ phân tích cả hai cái đó, nhưng chúng ta sẽ bám sát vào cái mặt từ ngữ để chúng ta phân tích từng ý ở trong thơ thật ra khi mà các bạn đặt ra câu hỏi cho chị là phân tích thơ khó hơn hay là phân tích văn xuôi khó hơn thì thật ra chị nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có cái khó và cái dễ riêng quan trọng là các bạn phải thực sự học và các bạn phải thực sự tìm hiểu vì chỉ khi các bạn thực sự học và thực sự tìm hiểu thì các bạn mới thấy được là à nó đơn giản ở phần nào để chúng ta tiết kiệm thời gian ở phần đó và nó khó ở phần nào để chúng ta luyện tập nó nhiều hơn và sau đó chúng ta biến những cái phần khó như vậy trở thành phần đơn giản ok ông nào thì các em ơi tương tự với cái phần mà chị vừa hướng dẫn cho các bạn như cả ở bên này sử dụng hình ảnh và như cả ở bên này chia tách các cái ý và chia bố cục thì chị mong rằng là các bạn có thể tự hình thành được cho mình những cái phần uh, những cái phần sơ đồ tư duy thật là sáng tạo thật là phù hợp với cách học của các em và từ đó thì các bạn sẽ cải thiện được cái việc học văn của mình và các bạn sẽ cảm thấy là thực sự là việc học môn văn chưa bao giờ là một cái môn học nhàm chán cả mà thật ra chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều những cái sự thú vị ở trong đó Ok không ạ? Nhá, chị mong là như vậy. Chị mong là như vậy, chị mong là các bạn có thể tìm được cái sự thú vị ở trong đó. Ok chưa? À, thì buổi tối ngày hôm nay lúc 21 21 giờ thì chị sẽ có một cái buổi học thử cùng với các bạn và chị hy vọng là buổi học thử ngày hôm nay sẽ mang tới cho các bạn những cái trải nghiệm về học môn văn online tốt hơn và tất nhiên rồi, cái mục tiêu lớn nhất của chị vẫn là giúp cho các bạn xóa bỏ được cái rào cản giữa việc học on và học off được không ạ? Các bạn sẽ cảm thấy một cái môi trường học online cũng gần gũi, cũng thân thiết, cũng được sẻ chia giống như là các bạn học off vậy, ok chưa nào? Còn bây giờ thì có lẽ là à, các bạn chuẩn bị đi ăn cơm đi bởi vì cũng đã trưa rồi gần 11 giờ rồi, được không nào? Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì buổi trưa ngày hôm nay đã dành cái thời gian của mình cho chị và chị chúc các bạn sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ nhé, được không? À, các bạn ơi, sao ạ? À? Được không ạ? À? Thấy dạo này là 2k3 tinh thần học cũng lên rất là nhiều rồi. Và đấy là một trong những cái mà chị cực kỳ cực kỳ là vui. Nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nha. Bye bye.